Vâng ạ, chú về nhé. Thank you.
Xem hẳn cái bản quy hoạch thành tỉnh Hà Lam nó chi tiết hơn. Vâng. Thì nó có cả đường chứ. Ừ, đúng rồi. Mình xem cái kia nó chỉ là nó quy hoạch đất ở thôi. Đấy, nó quy hoạch cả đường. Ví dụ như là mình có thể đoán định được cái vị trí đường. Vâng. Ví dụ trong khu quy hoạch đấy chẳng hạn mà những cái trục chính chia lô của nó ấy, nó sẽ là như thế nào? Vâng. Những trục chính ấy. Vâng. Mình sẽ xác định phân khu khu đấy. Đúng không? Bây giờ bọn nó làm quy hoạch bọn nó biết hết rồi, bọn nó đón lõng kiểu gì chả ăn. Nhưng mà lấy đâu là tiền mà đón? Cái quan trọng là nó phải liên